Mắt ông để tới đầu gối à? Ông đi kiểu gì đấy? Ông nhìn tao nó đi đấy à? Lại thằng danh con, mày nói gì với ai đấy? Mày bảo ai danh con? Mày có biết tao đang tuổi anh mày không? Ai mày là thằng danh con thôi. Mày đâm vào người tao, mày xin lỗi một câu là xong thôi. Cái con lợn này, ông đi sai rồi. Chó này mày bỏ ra. Tao chửi mày con lợn này. Làm sao? Làm cái trò gì mà chửi bới đấy hả? Không, bọn em bài đang tập ạ. Tập thì cũng phải văn minh lịch sự chứ. Buồn cười tới đây. Trợ lý đâu? Lần sau nhá, chửi bới nhà nhá. 1 lít. Không có lằng nhằng. Nhưng anh ơi. Nét căng nhá. Dạ vâng ạ. Rồi tập tiếp đi. A few moments later. Ai? Thoải mái thôi, anh em làm trận game nhỉ? Tao cảm giác sếp này hơi khó tính. Hả? Nó có chửi bậy thôi mà cũng phạt. Dạo anh ra. Thôi kệ đi. Đây. Đây rồi, con lợn này xử nó bạn ơi. Xử. Chi như nị. Bạn ơi, đánh cẩn thận. Này, cẩn thận, không sếp nghe thấy đấy. Nhiên nà, thôi là sao, nãy giờ đã nói bậy câu nào đâu. Đúng rồi, đã bậy câu nào đâu. Con chó này, tao giết mày con à. Nào, mày gọi đồng minh mày ra đây á. Này bạn đi. Nào, tay sạch các bạn. Tao giết cả mày luôn. Im ra con mắt. Im. Nào ơi. Nào, làm sao? Trời ơi. Tôi đang vào đây, đang bắn. Kìa, sao hỗ trợ bạn đi. Ôi giời, thế này thì. Vào đây đi. Chút tạm biệt. Đúng rồi, thằng này ngu. Cười thật. Không sao, không sao. Đây, mấy con lợn để tao hết. Im. Tao đang cân đi, im. Đúng rồi. Im ra đâu. Đúng. Ok, đang có bắt giờ. Ôi giời, đánh mày tập trung vào trên này. Xong chưa? Đã xong rồi xem ạ. Mỗi người 1 lít. Một lít gì đấy à? Chửi bậy trước cơ quan đấy, buồn cười cho thôi. Nhanh. Tôi đang dở tí việc nên không có thời gian đâu. Em còn có 120 thôi. Nhanh lên. Báo cáo sếp là em mất tiền. Thôi được rồi. Cho nợ ngày mai nhá. Vâng. Cậu kia. Sếp ơi, em còn 120 thêm để em ăn cơm ạ. Cho tiếp đi. Mình đi còn tí việc nhá. Đó, không khéo đi cả tháng lương cứ đùa. Ngày gì mà tao lại. Tớ thề với các cậu là tớ cáu lắm đấy. Đang chửi bất tập trung làm việc nào mọi người ơi. 5 4 3 2 Tiến bộ ghê nhỉ. Tôi có tin mới cho các bạn đây. Sắp tới nhà hát ta sẽ khởi công một vở mới. Chính vì vậy, hôm nay tôi đến đây cầm kịch bản để phát cho các bạn, đến cho mọi người xem trước. Mọi người về đọc, tự sáng tạo nhân vật, sau đó ngày hôm sau lên để trả cho tôi xem ai là người hợp vai nhất. Lúc đó tôi sẽ chọn làm vai. Ok? Vâng ạ. Photo cho các bạn nhé. Cố gắng nhá. Chí phèo. Hôm nào lên chửi xong. Thế thì đi hết cả tháng lương. Ai mà đỡ được? Đúng. Thôi không sao hết. Tớ đã có cách. Cách gì đấy? Rồi, ngồi xem. Đưa xem nào. Bây giờ nhá. Đây, bắt đầu từ đoạn này. Cái gì đây? Tao không thích ăn. Chết. Cái gì đây? Anh không thích ăn cháo. Anh chỉ thích uống rượu thôi. Cháo hành của em ngon lắm, anh húp đi. Cháo hành em bỏ gì vào mà anh say quá. Có được không ạ? Chốt luôn nha. Chốt đi. Rồi chuyện nhỏ thôi. Anh em vào việc thôi, tập thôi. Tập luôn. Trời ơi, tôi bất hạnh như chim sa đàn. What? Lạc lõng giữa biển đông. Ai? Ai trả cho tớ sự lương thiện đây? Ai trả cho tớ sự lương thiện đây? Ai? Phải rồi. Bá Kiến, cậu hãy trả cho tớ sự lương thiện đi. Rồi ôi, con lạy cụ. Cụ diễn Chí Phèo ngoại chuyện à? Hả? Thì em làm theo lời sếp đấy ạ. Làm cái gì? Chí Phèo nó chửi bới lung tung hết cả lên, nó chửi làng, chửi xóm, nó chửi Bá Kiến, nó chửi cả những cái thằng mà nó không chửi mình nữa. Đây,
Ai trả cho tớ lương thiện đi. Cậu làm như là Chí Phèo với cả Ba Kiến học chung một lớp à? À, nó vừa quay sang nó lấy cái thứ kẻ xong rồi, rồi cậu đòi thứ kẻ lại à? Mà sếp ơi, em đã nhận lương đâu ạ? Lương gì liên quan đến việc này? Thì hôm nọ sếp bảo là nói láo là phạt 1 lít đấy ạ. Thôi thì cậu bỏ luật phạt đấy đi. Bỏ luật đấy à? Chửi đúng với cái tinh thần của Chí Phèo ấy. Vâng, sếp nói đấy nhé. Ừ. Ê, em ơi, chửi vậy ơi.